Cha chị Nga mới nghỉ hưu nhận chế độ hưu trí được gần 2 năm thì mắc bệnh nan y và qua đời. Chị Nga thắc mắc, cha tôi đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm, giờ mới hưởng lương hưu được 2 năm thì thiệt thòi quá. Những người thân như tôi được hưởng chế độ gì không? Trao đổi tại các diễn đàn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, nhiều lao động cũng thắc mắc vấn đề này. Nhiều người cảm thấy thiệt thòi nếu rơi vào trường hợp mới lãnh lương hưu được vài tháng thì qua đời. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người đang hưởng lương hưu qua đời thì số tiền bảo hiểm xã hội mà họ đã đóng không mất đi, nó được chuyển thành các khoản trợ cấp dành cho thân nhân người lao động, Cụ thể là 3 chế độ sau: trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Thứ nhất, theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời thì thân nhân được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở. Số tiền trợ cấp này hiện nay là 18 triệu đồng. Thứ hai, thân nhân của người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trong 4 trường hợp. Theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Hiện mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân là 900.000 đồng một tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 1 260.000 đồng một tháng. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Như vậy, số tiền mà thân nhân người lao động qua đời được nhận trợ cấp tuất hàng tháng tối đa là 3 600.000 đồng một tháng. Nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp, hoặc 5 040.000 đồng một tháng, nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có người trực tiếp nuôi dưỡng.